Bây giờ ta đi vào cụ thể. Đây, tức là nó cho góc A này, bán kính R của vòng ngoại thiết này, này và cái MA này. Thì đây là một cái nhận xét và một cái kinh nghiệm luôn nhé. Khi bài toán mà người ta cho bán kính và ngoại thiết và cho một cạnh hoặc cho một góc của tam giác đó thì cháu phải mừng thầm ngay là nó cho hai điều kiện đó, nhưng mà thực là ba điều kiện. Nhưng ba điều kiện này lại không phạm vào cái luật là tam giác chỉ cho ba điều kiện thôi, chứ nếu cho bốn điều kiện thì không vẽ được. Ở đây nó còn cho thêm cái MA nữa, hay MC nữa. Nhưng mà mặc kệ nó. Vì là cái điều kiện góc A hoặc là cạnh A này là nó trong quá trình vẽ là nó sinh ra cái điều thêm thôi. Chứ không phải rằng là điều kiện của cái tam giác đó. Đấy, cho nên cháu đừng có khôn quá mà đâm lại là thành dại đấy. Mà đấy vừa bảo ấy, góc A với cạnh A này thì thì khi trong tam giác thì như vậy là cho anh này biết anh kia ngay cái gì nữa, phải không? Nhưng mà không phải đấy là điều kiện của đồ án, mà chỉ là điều kiện thêm trong quá trình tôi vẽ đấy. Tôi vẽ thì nó nảy nở ra thì tôi được, chứ không phải rằng là điều kiện của đồ bài. Nhưng điều đồ bài là chỉ có ba cái thôi nhé. Đấy, những cái điều đó là nhiều 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 cháu giỏi quá đâm như thành cũng phiền nhé. Ta phải phân biệt. Thế còn tại sao như thế nhé, thì có lẽ ông để các cháu suy nghĩ, cái cháu giải thích là tại làm sao mà lại đang bốn cho ba mà thành bốn, mà cho ba mà thành bốn như vậy được là có phạm luật không? Thì cháu suy nghĩ đi. Trong quá trình để dạy các cháu thế này là ông muốn đặc biệt là để các cháu não, các cháu vận động, các cháu vận động thì nó mới thành thành giỏi được, chứ chỉ có cái chép của ông vào mà thì không ăn thua đâu nhé. Não mình phải vận động thì mới được. Thì phần này cháu có chứng minh đi thử xem đó. Đó. Thử xem các cháu có chứng minh đi, có khi trong chứng minh đó các cháu lại lại phạm luật đấy. Thì cái phạm luật đó để cho mình sáng tỏ hơn. Thế cho nên rằng là các cháu chứng minh xong rồi có đến một lúc nào đó mà nó chạm ở chỗ nào thì ông thấy cần thì ông là ông sẽ nói nhé. Chứ cũng không chạy đi đâu cả đâu. Và ông chắc rằng chăng các cháu thì có nhiều điều cũng thông minh lắm chứ có phải kém đâu, phải không? Thông minh lắm. Cho nên là các cháu cứ chứng minh thử xem. Chứng minh thử xem. Và các cháu có thể thảo luận với nhau, và thậm chí các cháu có thể đưa lên mạng. Và đây này, hôm nay là tôi đưa lên mạng này là tôi chứng minh cho các bạn xem là cái điều đó nó là như thế đấy, phải không? Rồi nhiều người thảo luận đúng, chứng minh cái này là chứng minh cái này là phải có một cái suy nghĩ cẩn thận, không người ta lại sai nhé. Tức trong quá trình này thì nó có nhiều bài toán dễ, nhiều vấn đề dễ, nhưng có những vấn đề đẻ ra là nó cũng rất phức tạp. Mà những cái điều đó là cái điều rất quý để chúng ta có thể luyện não được. Đó là những cái viên đá vôi để nó đã thành ngọc. Cho nên là đây cũng là một cái đề tài hay mà các cháu nên nên để ý. Thế thì và chính cái bài này nó có nhiều cái hay, nên cháu rút kinh nghiệm.
Cho nên khi người ta cho mình như thế này hả? Thì nếu người ta cho mình cái R này ấy mà, thì đấy, tôi chấm một cái demo này và tôi vẽ một cái vòng tròn ở đây, là tôi lãi cả cái demo đó. Vẽ một cái vòng tròn thành một góc đó. Hoặc là cháu vẽ một góc một góc bằng alpha, rồi cháu mới lấy compa, lấy một khẩu độ là R khẩu độ là R, cháu mới lấy tâm của nó là điểm A này và nó lấy tâm nó là điểm A này thì cháu mới tâm ra là, thì cháu lấy bất kỳ một điểm O nào trong này, trong cái góc này này cháu quay vòng tròn thì đó chính là vòng tròn ngoại tiếp của cái tam giác mình muốn vẽ đấy, vì là R bằng của anh mà. Và đặc biệt là cái đoạn hai cái điểm ở vòng tròn này cắt này thì chính là cái A của cái tam giác đó đấy. Cháu vẽ thử xem thì cháu lấy hai điểm mà vòng tròn đang cắt ở đâu cũng được, thì cháu cứ đo vào đúng bằng A đấy. Đây là vấn đề mà các cháu cần phải chứng minh, phải suy nghĩ. Không cháu chứng minh và suy nghĩ tại sao trời lại cho cái điều kỳ lạ thế. Đấy là điều là mình vậy, là trong khi cháu vẽ góc A xong, cháu lấy một cái khoảng cách bằng R này, cháu lấy đây là tâm, đây là tâm, cháu quay vòng tròn cái, thế tức là cháu đã vẽ được vòng tròn ngoại tiếp của cái thằng tam giác này rồi đó. Vì biết cái này rồi, tự nhiên vô lại cái này mà, thì trung điểm thì không khó gì cả. Mà cái MA này thì cái thằng A này nằm trên vòng tròn này, nhưng mà buộc anh phải cách điểm M này một đoạn là MA, thì tôi chỉ cần quay con pa một cái mà, tôi cần quay con pa một cái thì cắt đầu nó ra điểm A, có thể nó ra được một điểm A hoặc hai điểm A gì đấy, thì đấy là vấn đề biện luận mà ông không muốn bàn ở đây, tách việc ra, ta chỉ cần vẽ ra thôi, như đá bóng ấy, thẻ đỏ, thẻ vàng, thẻ trắng vân vân, cái đó cũng rất là quan trọng là quý, nhưng tôi chưa bàn vội, tốt nhất là rồi cứ đá bóng vào lưới đã, chứ rồi vẽ được hình đã là rồi thắng lợi rồi, còn cái phần sau, sau này mình bàn sau, chứ bây giờ bàn giờ nó rách việc lắm. Nếu dựng hình ấy mà ta đi sâu vào nó ấy, là nó có nhiều những cái sâu sắc lắm. Thế mình đừng bàn vội, khi nào mình giỏi đã. Lúc giỏi rồi thì ta mới bàn được, vì chúng ta chưa giỏi lắm mà chúng ta bàn ngay nó rối mù. Đấy, như vậy là cho vẽ một góc, xong cho lên một cái đoạn bằng R thì ra demo. Cháu mới quay một vòng tròn, nó mới cắt hai cái cạnh góc này ở đâu, thì đấy chính là đoạn DC đấy. Cháu lấy trung điểm M, rồi cháu mới quay con pa một nhát bằng bán kính với cái đoạn là MA người ta cho, thì cháu ra điểm A, đấy tam giác rồi vẽ xong đấy nhá. Bài này là có nhiều điều suy nghĩ nhá. Cháu nên nghĩ gọi đi nhá. Bài này là bài hay, mặc dù là vẽ rất đơn giản, nhưng mà nó hay ở chỗ nó có nhiều điều suy nghĩ. Khi đi học mà gặp những đề tài nào mà phải suy nghĩ, thì đấy là những cái khó và cái hay, và các cháu
nên bỏ tâm ra ra suy nghĩ. Thế thì là nó có nhiều tác dụng. Cái điều thì quan trọng đấy. Ông nhớ hồi học phổ thông thì là trong lớp ông có một cái anh này là người Ấn Độ, người Ấn Độ tức là bố Ấn Độ mẹ Việt Nam, như người Việt Nam ấy. Anh này học cũng rất là giỏi nha, rất giỏi và rất nhiều cái điều ưu điểm. Sau này anh về Ấn Độ và anh chẳng hiểu phấn đấu thế nào mà thành ra là thống đốc một bang của Ấn Độ. Thế nên khi Việt Nam mình sang làm việc bên đấy thì đến cái bang đó làm việc thì gặp được ông thống đốc thì thấy ông này nói tiếng Việt là không khác gì người Hà Nội cả. Thắc mắc là tại sao ông ấy giỏi thế nhỉ? Ông này bảo ấy vì tôi đẻ ở Hà Nội nhỉ. Tôi học hết phổ thông Hà Nội thì tôi mới về Ấn Độ, cho nên thành ra là tôi là người Việt Nam đấy, người Việt Nam. Bây giờ tôi nói tiếng Ấn Độ thật nhưng mà nói tiếng Ấn Độ nhưng vẫn phải nghĩ qua tiếng Việt nhé. Đấy là quy luật về về ngoại ngữ thôi, ngoại ngữ thôi. Vì cái tiếng mẹ đẻ của mình thì là bao giờ mình phải nghĩ chứ không phải là. Chứ còn bây giờ cháu học tiếng Anh mà bây giờ cháu lại nói tiếng Anh, những Anh mà cháu không nghĩ gì về tiếng Việt nữa đấy thì cháu là siêu Việt lắm nhé. Đấy, cũng anh nhậu thì lúc là trời mưa thì cả bọn đang lúng súng vào cái hàng hiên của người ta. Thế là có một cậu mới thắc mắc bảo là trong cái quyển vật lý lớp 12 hồi ông là đang học học hồi lớp 10 cơ. Lớp 10 chứ hồi đó thì hệ 10 năm ra là lớp 10 chứ lớp 12 bây giờ đấy. Thế là có một đoạn nó viết chữ nhỏ đi gì phía dưới này. Thế nó giải thích một vấn đề ở phía trên. Cái phần nhiều khi học vậy phần do hay bỏ qua vì cái nó vừa khó đồng thời nó không cần thiết. Thầy giáo chẳng qua giờ người ta hỏi bạn đấy cả cho nên học trò cứ bỏ qua. Thế mà anh kia anh thắc mắc là sao tao không hiểu là cái chỗ này là nó như thế nào. Thế nhiều anh không để ý, không đọc, mà không đọc thì làm sao mà hiểu được, là khó rồi không đọc, không hiểu được. Thế may mắn làm sao là ông này cũng có đọc vào, cũng có suy nghĩ thì ông mới giải thích được. Thế là anh gặp bạn sinh anh nói một câu mà ông có nhớ mãi nhé. Nói là học như thế thì mới là học nhé. Đến một câu khen, là một câu khen nhé. Câu khen. Mà cháu nhớ một điều là một cái khi người ta khen người ta hoặc là mình được khen ấy, thì cái câu khen đó nó nhớ lâu lắm. Và lúc nào nó cũng ngân nga ở trong óc như là tiếng chuông ấy, tiếng chuông ấy. Nó động viên mình trong quá trình làm việc. Và thì sau này vì ông cứ thấy những khen nó hay quá thì cái gì cứ mà nó cứ trong sách giáo khoa mà nó cứ khó khó thì ông hay nghiên cứu nhé, nghiên cứu. Ông nghĩ là đấy cũng là cái tốt và cũng cảm ơn anh Cao Văn Sinh là anh đã cho ông được một câu khen và động viên ông trong cả đời. Thế thì ở đây này là có cái khó đấy, khó đấy. Cháu suy nghĩ đi nhé, cháu suy nghĩ đi. Là lúc nhớ bạn nào bạn hỏi và mà cháu trả lời được, bạn kia có thể gì đó là chưa khen cháu nhưng mà trời trời lại khen cháu. Trời lại khen cháu. Cho nên rằng là chống chiếu vậy. Bài này là bài hay đấy. Là một bài hay.
cũng tương tự như là sự tích ông Nguyễn Công Trứ đấy. Ông Nguyễn Công Trứ là bị bọn gian thần là nó vu khống vu khống mà nó đề nghị là mang ông ấy ra chém đầu. Nhưng mà khi về gặp vua Dự Đức, cái gì vua Dự Đức mới hỏi là khi mà khanh mà ra vùng Phát Diệm ấy thì là làm việc thì có điều gì lạ không, thì ông Nguyễn Công Trứ mới nói rằng là có một câu đố nó hơi là lạ. Thế là vua Dự Đức mới hỏi là vì sao nó lạ như thế nào, thì ông này mới nói là có một câu đố là ngửa lòng hứng nước cho đời, người mà không biết thì trời biết cho. Ý nói rằng là ông ấy làm việc nó cho vì dân vì nước như thế, như là cái máng nước ấy. À, tôi được mà hỏi là cái gì mà đấy là cái máng nước, máng nước là đứng máng nước thì ngửa lòng trên trời cho nghe đứng úp xuống mà ngửa lòng đó, để hứng nước đó. Thì người đứng lên có nhìn như dâu đó. Nhưng mà trời biết rằng là à cái này là hứng nước. Ý nói là mọi người ta không biết nhưng mà nhà vua ở trên chắc nhất định là sẽ biết. Bây giờ cháu học sâu vào cái này mà học sâu vào cái này thì cũng chẳng có tiếng tăm gì, chẳng được cái gì mà rất vất vả đấy, thì có thể là không ai biết được, thậm chí nhiều bạn lại còn khùng để nói là cái thằng ấy điên nha, đi sâu cái chuyện vớ vẩn, vớ vẩn. Thôi những cái anh ấy thì mình không bàn nữa. Uốn lưỡi cú diều để chỉ mắng triều đình, mang thân dê chó mà bắt nạt kẻ phụ, thì ở đời hối loạn như thế mà không bàn nữa. Đấy, nhưng mình đi sâu vào nghiên cứu. Thì thứ nhất là mình giỏi đã, và cái giỏi đó ấy, sau này nó có rất giúp ích cho cháu trong công việc. Thì nhà nước sẽ biết cháu giỏi, nhà nước sẽ biết quá chứ, nhà nước là không không phải là không nhìn thấy đâu, nhân dân biết. Hoặc cháu đi dạy học hạn thì học trò nó biết, nó biết. Thế cho nên rằng là cháu nên bỏ công nghiên cứu. Bài này là bài hay nhá, ông nói là bài hay, có nhiều vấn đề mà cháu phải nghĩ, mà ông cứ để cho cháu nghĩ, thì sau này có dịp thì ông sẽ lại nói cho cháu. Đấy, cháu biết. Ta sang bài 2. Bài 2 thì cũng thế thôi, tức là anh cho A và cho R thì cũng thế này thôi, thì tôi vẽ cái A, phải không? Có đúng không nào? Tôi vẽ cái A này. A này biết rồi. Thế thì cái tâm ô này nó chính là nằm trên cái đường trung trực của A. Cái điều này cháu biết đấy phải không? Vì cháu kẻ vuông góc nó đây thành đường trung trực, phải nằm ở trên cái đường này. Đồng thời cái dâm ô này là phải cách đỉnh B này một đoạn là R, thì cháu lấy compa cháu mới quay một đoạn đó. Thì nó cắt ở đâu thì đấy chính là dâm ô đấy, mà có dâm ô rồi thì cháu mới quay một cái cho ra vòng vậy ngoài tiếp các bạn nào. Thế là ta đã hoàn thành được 2 điểm rồi, còn điểm A thôi. Thì A này thì chắc chắn là phải nằm ở trên cái vòng này, không thể sai được. Đấy, mà ta chỉ còn một điều kiện cuối cùng là cái đoạn MC này. Này thì có cháu nhìn cháu biết rồi, mấy lần chúng ta đã dùng cái này, cái miếng võ này thì còn dùng nhiều trong cả đời đấy nhé.
vì M này là trung điểm, mà từ trung điểm này mà nối với O này thì bao giờ nó cũng là hình vuông. À, tại sao vuông mình cháu phải biết, đúng không nào? Thì cháu phải biết. Thì vậy là vuông thì đây là tam giác vuông, mà tam giác vuông thì thằng M này lại phải nằm trên cái vòng tròn mà đường kính là BO, mà BO biết rồi thì cháu mới vẽ vòng tròn đường kính là BO, thì thằng M chết ngay cũng phải nằm ở trên cái vòng tròn này. Hả? Thì trong khi đó thì thằng cái thằng M này lại phải nằm trên cái vòng tròn mà tâm là C và bán kính là MC. Thì hai thằng cắt nhau ở đâu thì đấy chính là M. Mà cháu biết M rồi, mà biết B cháu kéo dài ra thì nó phải cắt vòng tròn này ở đâu, chính đấy là A. Và cháu khẳng định luôn M là trung điểm đấy. Nếu cần thì tôi chứng minh cho anh ngay, không hỏi gì cả. Có những cái mà cháu chắc chắn nó nói rồi, nhưng mình cứ giả sử như bên cạnh cháu có một người bạn mà người ta thắc mắc. À, người ta thắc mắc, bạn thắc mắc nhé, thì đừng nói là mày ngu thế nhé, nói với là sự ái cho bạn. Và cháu nhiệt tình cháu dạy cho bạn nha. Và trong bụng cháu phải thầm cảm ơn những người bạn đấy nha. Là vì có cái người bạn đấy thì cháu mới có cơ hội để cháu nói. Chứ người ta giỏi cả, người ta chẳng thèm hỏi mà thì nói cho ai. Mà cháu càng nói, thì cháu càng kiến thức cháu càng nhuần nhuyễn. Cho nên rằng là người học sinh giỏi nhé, học sinh giỏi là những người nói chứ khiêm tốn thì đây là chẳng qua là nói cho nó mồ mè thôi, mà lại vớ được một cái anh mà bạn dốt ấy, phải nói rằng là của hiếm đấy ạ. Vì nó dốt nó mới hỏi mình ý, nó giỏi ai nó hỏi nhá, nó dốt nó hỏi mình. Mà cháu càng giảng thì dùng anh ấy để làm chiến trường, giảng cho nó thì nó càng mình càng giỏi ra. Thế cho nên rằng là mỗi một vấn đề như thế thì cháu hãy tự coi mình là một thằng dốt và mình là một thằng giỏi mới giải thích cho cái thằng dốt đó, thì cháu mới suy nghĩ lại và chứng minh lại thì cháu sẽ nhớ. Còn sau này mà tự nhiên nữa mà anh bạn dốt, ôi ôi thì sướng quá, phải sướng quá. Được nhiều cái lắm cháu ạ. Cháu chơi một anh bạn dốt mà cháu giúp cho nó học đó mà, thì cái người đầu tiên mà quý cháu chính là bố mẹ cái bạn ấy đấy. Bố mẹ cái bạn ấy. Ông có một người bạn, nó ở phố Huế, thế là học kém, nói chữ dốt hơi quá đáng, kém. Vì anh ấy giỏi thứ khác cơ, ông không tiện nói, giỏi thứ khác cơ. Mà công phu lắm mới giỏi được như thế, thì học nó yếu là phải. Thế là ở lớp, ấy, ở tổ phân công là phải đến học cùng bạn để giúp bạn. Cái nhà như vậy tức là nhà giàu có, vào nhà ra choáng ngợp mình thì nghèo. Đến cái đầu tiên thì thấy một cái thằng trông cũng xấu xí, không đẹp trai lắm, rồi thì lại thì quần áo cũng không được tươm tất lắm, thì người ta cũng ngại. Nhưng mà ông đến đấy rất đứng đắn, thì ngồi đúng vị trí của mình thôi. Và học cùng bạn, đặng dạy cho bạn. Mà nếu mà nhà người ta có tờ báo ở trên bàn thì phải nói là xin phép ông bà cho cháu cầm tờ báo cho xem tí, chứ đừng có tự nhiên cầm mà chết đấy nhé.
hết giờ chào ông bà về. Thì dần dần người ta thấy mình nghèo thật nhưng mà có đủ dư cách của một cái người ở trên đời thì người ta rất được quý. Rồi sau thấy chơi với mình đi thì con người ta có tiến bộ dần và lớn lên ông bà rất quý. Quý đến mức độ mà muốn gả con gái em cái thằng đấy cho ông cơ mà. Cho nên là vớ được người bạn dốt đấy là quý lắm đấy, cháu chú ý vậy nha. Phải cho giảng cho người ta thì cháu sẽ so sánh hai bài này có điều gì giống nhau nhưng mà cái bài này khó hơn chứ bạn. Để tìm cái điều này là vì các cháu hiểu ngay vì các cháu đã làm mấy bài rồi cho nên là các cháu dễ nhìn chứ chứ đầu tiên mà tìm được cái này là ốm đấy à, không, không dễ đâu. Cho nên là cái bài này thì khó hơn à, nhưng mà chưa liệt vào những loại khó này được. Khó lắm. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành hai bài này và cháu nhớ là hai bài này là cho ra cái kinh nghiệm ông nói lại là kinh nghiệm đó là kinh nghiệm gì, là kinh nghiệm nếu mà cho góc hoặc cho cạnh à, và cùng với R thì cháu nghĩ ngay à chết rồi thế là ra lãi rồi đấy à, ra lãi rồi. Trước một bài toán mà mình đã nhìn là cái lãi thì chưa nói ánh sáng nhá thì đã là thắng lợi rồi. Và cái vở này này là cái vở diễn thường xuyên nhá, cái vở diễn thường xuyên nhá. Nó như là cái món khi các cháu bé đi xem xiếc mà thì cháu xem là xem à, lần nào cũng thế, tiết mục gì không rõ nhưng mà thể nào có tiết mục đu quay à, tức là hai anh đu hai bên đu quay rồi là ở giữa là có một cháu gái ở giữa là bay giữa hai bên gọi là đu quay à, trông sợ lắm à. Thứ hai là món xiếc khỉ à, xiếc khỉ bao giờ cũng có, tức là xiếc khỉ và đu quay thì gần như là cái dạp gần như là những cái màn diễn xiếc nào cũng có cái đó, nó để vì nó là cũng nó cũng dễ làm à, dễ làm à, mà nó vui vui cho nên để cho trẻ con nó thích à. Thì trong như trong dựng hình ấy, đến cái giờ phút này là các cháu đã đạt sang một cái trình độ khác đấy, thì cái tiết mục cái vòng tròn trong này này là thường thường hay hay dùng nó vì cái này nó có nhiều tác dụng lắm. Cháu nhớ như vậy, cái này nó như là đu bay hay là xiếc khỉ nhé, nên là cháu chú ý cái thằng này, đây là cái kinh nghiệm của bài toán này là cháu chú ý. Và hôm nay thì đây ông cho thêm bài đây nhé, thì kỳ sau ông sẽ nói về cái chủ đề này nha. Và những bài khó à, thì kỳ trước có hai bài, cái kỳ trước này ông lại thêm được hai bài nữa, ông cho thêm vào để cho cháu. Cái danh sách này sẽ dài dần, mà ông nói lại là ông không chữa ngay và để cho các cháu ngậm vào trong bụng thành ngọc, rồi ông sẽ chữa nhưng không chữa ngay vì chữa ngay nó phí lắm. Chữa phí lắm. Và đến bây giờ thì ông thấy là các cháu có thể tự hào về mình và có thể làm được những việc mà tưởng như là úi dồi ôi tôi làm sao nổi, làm được hết nhá, sao không làm được, tức là các cháu cũng lên mạng như ông thế này nhá, như ông thế này và cháu cũng giải toán giống ông thế này đây, đây tên là gì đấy chẳng hạn đây này. Đúng không, cái này cũng về với ông này và đây
đầu đề thì hội bi này rồi đó, còn việc gì mà phải hỏi ai nữa à, đấy à, cháu rút ra là có đồ đề. Còn dụng cụ bút chì sứ kẻ thì cháu đi học thì lúc nào cũng có phải không, quyển vở này thì chắc sao cũng có thôi mà. Đây là ông viết chuyện có quyển vở cũ con ông học ngày xưa đó, còn để thừa nhiều quá thì ông cứ dùng dần chẳng sao cả. Còn các cháu nhiều khi là các cháu có quyển vở mới đấy à. Vợ 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 thì có rồi à. Còn cái giá này mà chắc không có thì ra văn phòng Hồng Hà cái chỗ Ngô Quyền ấy nó có bán cái này chắc độ chục nghìn thôi à, gì đấy à. Còn camera thì nhà nào chẳng có à. Và cháu giải như ông ấy này à. À. Cháu rút đồ đề này cháu giải ra à. Rồi bài nào cháu cảm thấy khó phải không à, cháu cảm thấy khó thì cháu cũng viết như ông ấy này à. À. Rồi cháu có thể soạn bài làm thêm giống ông ấy này, cháu cứ bắt chước ông đi à. À. Và cái dính này có lẽ không phải là dính sâu ấy cả à. Thì cháu có làm thử xem à. Thì cháu sẽ tiến lên rất xa tiến tiến đến rất là xa cháu có làm thêm đi chứ đừng nghĩ là mình còn học trò làm sao mà dám làm được. Cháu nhớ rằng là khi cháu làm thế này là tự nhiên nó nảy ra nhiều cái điều sâu sắc lắm sâu sắc lắm. Chưa chắc ông đã làm nhiều bài hay hơn cháu đâu à, có bài rất khó mà ông không giải được mà cháu lại giải được à, có những bài cháu giải rất đơn giản nhưng mà ông có khi lại còn giải phức tạp. Ông giải rồi chỗ này dạy rất ồn ào nhưng mà khi cháu tìm ra một cái nguyên lý mới trong một cái bài mà ông đã dạy rồi mà giải hay hơn mà. Thì đó là điều rất nhiên ấy, chứ không có gì là lạ cả. Mà ông phải nói là phải nói một cái câu như cầu thủ hay nói là học tập đội bạn à. À. Cháu giỏi là ông mừng chứ, cháu nên làm thử à. À. Không ai người ta cười cháu cả à. À. Cười mà cháu làm thử xem giống ông ấy này. Đơn giản lắm mà cũng chẳng mất vốn mất lãi gì cả, đáng bao nhiêu quyền vợ nên cháu làm chứ nhiều khi là đừng nghĩ là ông già thì ông giải hay còn cháu bé thì cháu à, giải không hay không phải đâu à. Cháu nhớ là người già nhiều khi là cứ nghĩ là mình suy nghĩ sâu sắc nhưng mà nhiều khi cũng ngây thơ lắm chứ bạn, càng già lại càng ngây thơ đấy à. Cái điều này nó vào trong thơ văn rồi nó thành kinh điển và người ta đã nói rồi và ông thì chứng minh rất cụ thể cho cháu đây đây này, trong cái quyển Kiều của Nguyễn Du mà nhà xuất bản giáo dục năm 1998 có thể nó tái bản nhưng không biết được tái bản nó là như thế nào đấy. À. Cái trang 83 à 83 thì nó có một cái phần gọi là đính chính hay là gì nhỉ, chú giải à, chú giải ông không nói về cái này nó mất thì giờ ra ông chỉ nói là trong đó có một cái câu thơ à, mà cụ Bùi Kỳ cụ trích ra à, à, trích ra đây là Bùi Kỳ chú là xô thi là trình hình trong cái tập thơ gọi là xô thi gì đấy có một câu là lão nhân du hí như đồng tử bất chiết mai chi chết quất chi là người già ấy, thì chơi như trẻ con ấy, à.
Đấy, ví dụ nó như vậy là người già cũng ngây thơ lắm. Cháu cứ thử tra cứu quyển này thì cháu ra đúng như vậy. Cho nên là đừng nghĩ là ông sâu sắc là ông có khi ông giải ngờ nghệch nhé. Cho nên ông khuyên các cháu là cháu nên nên làm cái này. Đây là một cái là một cái chiến trường để chúng ta rèn luyện mình nên làm đi. Đấy là một cái lợi thứ nhất để các cháu sẽ rồi. Và các cháu cũng gánh đỡ cho ông nữa. Ông ấy già rồi, sức yếu rồi, mà cái tán dựng hình này ấy, nó rộng lắm, chẳng biết thế nào cho nó vừa. Nó nhiều điều lắm, nhiều điều đáng bàn đáng nói. Rồi sự nhiều thứ, cho nên là các cháu tham gia vào, nó thành ra một nhiều người cùng cùng cùng, cùng tham gia vào. Chứ ông không độc quyền đâu nhé. Bảo ông đang mở một cái thị trường mới ra về, rồi anh nhảy vào, không ai tranh nhau chuyện này trên mạng thì thoải mái, mà toán chứ có phải rằng là tài khoản đâu mà chia nhau, đúng không? Cứ làm thôi, mỗi người làm một tí nhé, càng làm nhiều thì càng quý, càng quý. Và ông nghĩ rằng là những cái người ta lên mạng khác như là Sa Huỳnh hát một bài nổi tiếng mà như vậy, là có chị ca sĩ Sa Huỳnh ấy, chị hát một cái bài, ông không nhớ là cái bài hình như là bài bài Sánh Ca Buồn ấy, mà ở trên mạng như vậy là có như vậy, tức là có hình như là có 400 triệu người xem. Người xem thì cái đó là rất quý, rất tài năng. Một ca sĩ mà được thiên hạ mến mộ đến như thế, 4,1 trăm triệu người xem, rất là hay, rất là quý. Nhưng mà nếu mà so với những cái tài liệu của ông cháu ta làm ấy mà, thì đây là về xin lỗi chị ca sĩ Sa Huỳnh, là ông cháu mình là hơi tự hào quá đấy. Chị Sa Huỳnh người ta xem rồi, dần dần rồi là xem mãi rồi cũng thôi không xem nữa. Nhưng mà ông cháu ra làm cái này trên mạng ấy, mà nếu trên mạng của Mỹ mà không sập nhé, thì nó có dồn dại mãi, và có nhiều những thế hệ trẻ con sau này nó học, nó vẫn dùng. Có thể là con các cháu, thì cháu các cháu, thì có thể là chút chít nhé. Nó vẫn dùng để nó học. Cho nên việc làm của ông cháu ra là có ích cho xã hội, mà các cháu làm ấy. Đấy là một cái lợi thứ hai. Lợi thứ ba ấy, là chính qua các cháu làm thì ông mới hiểu được là cái tiếp thu các cháu đến đâu, rồi các cháu suy nghĩ như thế nào. Chứ không phải ông hiểu hết đâu. Bây giờ ông trên 80 suy nghĩ nó khác, các cháu anh trẻ nó nghĩ nó khác, thì biết đâu trong những nghĩ của các cháu không phải lúc nào đâu cũng đúng cả đâu. Thì nó có nhiều những nảy nở mới mà ông cũng phải học tập, và ông điều chỉnh được những cái điều gì đấy để giúp cho các cháu nó sát hơn, đây những bài khó này cháu cứ làm đi.
Có thể ông nghĩ là khó nhưng mà cháu nghĩ ôi dễ ạ, có cái gì đâu mà đúng thật rồi, cho mình cứ nghĩ cao xa quá thì nó lại lâm thành nhà khó, nhiều khi các cháu nó nghĩ một cái mấy phút nó đã ra rồi nhá. Thì ông ấy học tập các cháu, cho nên rằng là cháu cứ thử làm đi, và ông cũng yếu rồi không biết là còn được bao nhiêu ngày nữa được gần các cháu, được giúp các cháu, sau này rồi là các cháu sẽ làm tiếp, làm tiếp, cái dự đường hình này có mà làm cả đời chẳng hết được, cứ làm đi, cho nên là ông rất mong muốn là các cháu cũng làm như ông trên mạng, chẳng ai cấm các cháu cả, chẳng mất đồng nào cả, thoải mái, và nó có lợi. Đầu tiên có lợi là các cháu giỏi lên nữa. Thế còn những lợi khác thì thực ra không bàn được. Vì sao ra làm đây đâu có là vì cái lợi gì. Thì mình mới học giỏi. Tôi chỉ cần tôi học giỏi thôi. Thế thì là các cháu làm thì cháu thấy giỏi. Thấy giỏi. Thế mà may mắn sao mà cháu làm thì nổi tiếng như chị Sa Huỳnh, chị hát một cái là mấy trăm triệu người xem thì phải nói rằng là đúng là thiên tài đấy, là thiên tài đấy, biết đâu mà cháu làm thì sau này có khoảng độ 500 triệu người và vượt cái con số của chị Thảo Huỳnh, thì chị Thảo Huỳnh có khi là phải khâm phục cháu đấy, cho nên rằng là không biết thế nào mà cho nên ông rất rất là tha thiết là các cháu bỏ thời gian là làm cho đây là các cháu làm hoàn toàn không không khó gì nhá, ông đã làm mãi rồi cái mẫu cái này làm mãi rồi mà trong tầm tay của các cháu đủ hết đây, bài giật cái này có phải là ở đâu nó phải tìm lôi thôi gì. Cho nên rằng là cháu chịu khó làm đi nhá. Đấy, thì hôm nay thì ông nói thế thôi phải không? Rồi là mong các cháu thành đạt, thành đạt và nó tạo cho một thế hệ học trò say mê toán, say mê toán và biết đâu chúng ta có những nhà toán học có thể ngang tầm thế giới. Phải nói là hiện giờ chúng ta chưa có ai ngang tầm đâu, chưa có ai ngang tầm đâu, mình cũng giỏi nhiều thứ nhưng riêng về toán ấy chưa ngang tầm đâu, mấy cái công bố ấy là toàn những chuyện người ta đã làm nhiều rồi, làm nhiều biết đâu Việt Nam ta lại có một Lobachevsky mà. Thì làm thế nào được mà muốn Lobachevsky phải có từ những cái anh làm nó nhỏ này này cộng trừ nhân chia mà chưa xạo gì lấy đâu được Lobachevsky nhá, cho nên là các cháu cố gắng đi. Cháu làm thử đi nhá. Xem thế nào nhá. Thôi thì cảm ơn các cháu.